thì chưa cắm điện trời ơi tôi trời chết trời, 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 trời quá rồi ok uh, xin chào mọi người quay lại vua hen thì hôm nay mình sẽ nói về cái chương mục cho thời loa tại shop mình thì uh, hiện nay bên shop mình đang triển khai cho khách thời loa với mục đích uh, thứ nhất là nâng cao được cái sự trải nghiệm của anh em và cái thứ hai là tránh lãng phí cho nhiều người trong cái thời buổi kinh tế suy thoái thì các bạn biết thế này có thể là nhiều bạn mình nói có nhiều người sẽ một cái mỗi người sẽ có một cái nhu cầu có một cái tính cách khác nhau một cái sở thích khác nhau à, có rất nhiều người thích là ví dụ như các bạn mới mua lo này bạch cái bóc nghe mới mua có ngày à hai ngày nghe có chán quá à. cho em đổi lên ultimate mất phí mua mới chặt 20% phần trăm mua cũ thì mất thời gian phải đi săn đi tìm ok chưa rồi và ví dụ như cỡ 7.10 đi các bạn đang ở chung cư nhưng mà thấy bạn xài 710 ngon quá thấy ai cũng nói recommend comment 710 ngon quá ok sách đi mua 710 về chung cư quýnh to quá hàng xóm trên dưới xung quanh phần nàn phải bán lại mất phí mà phải lâu nữa chứ đâu phải là muốn bán là liền được đâu đúng không thì mình mới mở ra cái nhu cầu đó là cho thuê thứ nhất là anh em mà ví dụ anh em thuê 710 về để trải nghiệm mua thường thường trải nghiệm là một ngày là mình thấy là khá là ổn rồi các bạn thì ví dụ như con này anh em trải nghiệm một ngày Ok được phù hợp Về nghe 7 tấm tiếng luôn sướng quá rồi Thôi cho mình chốt đi Ok em chở cái 710 mới qua cho anh em Chở con này về không tính phí cho anh em Thôi luôn free một ngày Rồi hoặc là ví dụ như anh em đi chơi đi Mình nói cơ bản anh em đi chơi đi Bây giờ mọi người muốn đi chơi, mọi người muốn karaoke, muốn sắp một cái loài đó xịn xịn đi loe mắt với các bạn Đúng không? Nó cơ bản mình đi muốn uh, lé mắt với các bạn thôi Mình cầm con uh, xây 320 thuê như 600 ngàn ngày Ok chưa? 600 hay 300, 400 thì không nhớ Một ngày đi Vũng Tàu, hai ngày tốn nhiều đâu Mua cái lon mười mấy triệu chi? Tốn Mình thuê, mình cọc xong, mình về, mình trả lại Mình có tiền, mình đỡ tránh lãng phí Ví dụ như các bạn đi có một chuyến đó bạn về xài Cái xong chuyến sau Ví dụ như là 6 tháng sau các bạn đi chơi tiếp Thôi con khác Ví dụ ra cái mẫu stay 330 Stay 340 Thôi hoặc là hơi con khác Các bạn sắp đi ví dụ bạn đi biển bữa đó nữa cơ bản một cái nữa nè ví dụ như bây giờ bạn đi biển bạn đi ô tô chở con này được bữa sau đi phục với người yêu thì chở con này sau được các bạn muốn, à, thôi thuê con nhỏ nhỏ như enco hoặc là thuê nhỏ nhỏ như con uh, mania nè đó hoặc là bung bốc ba hoặc gole ba chở đi, đi với người yêu đó là cái những cái tiện lợi mà khi chúng ta thôi chúng ta sử dụng các bạn thôi bạn muốn làm cho các bạn làm các bạn muốn chụp hình các bạn muốn nghe nhạc muốn chiêu chiêu gì đó thì nói chung là cả nhà mình đi chơi thì nó sẽ thoải mái nhưng mà một cái nhược điểm thì mình nói thẳng luôn trong video này đó chính là hiện tại chưa có chế tài pháp lý gì hết để khi mà mình thuê để mình 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 tại vì cái sản phẩm đó là tài sản của mình mình không có cách nào để mà mình khi mà nó mất hoặc là bị từ tay người này sang tay người khác á mà mình biết cách để mình xử lý hết thì hiện tại bên mình chỉ có nhận cọc đối với những khách hàng mà quen hoặc đem bờ bên mình rồi thì mình sẽ không cọc thôi thì quá thân thiết rồi thì mình có như free đó thì anh em cũng thông cảm một điều vấn đề đó thì anh em cũng phải hiểu là mình chưa có cái một chế tài nào hết ví dụ như cơ bản nha những con này nó được nhà nước định danh số được định danh thì khi mà mất thì mình còn có thể làm thế này thế kia giống như xe máy vậy đó thì nó sẽ dễ còn mình thì thật sự cũng chưa biết cách nào hết nên là anh em cố gắng ủng hộ nhiều nhiều đi thì anh em ủng hộ càng nhiều thì mình sẽ càng có cái 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 lợi vốn về nhiều thì mình sẽ giảm cái chi phí thuê xuống cho anh em Phải giảm luôn cái cọc xuống cho anh em hiện tại là mình đã có cái giảm cho đợt thứ hai rồi nha anh em ví dụ như con enco enco sensor như còn có 200 hay 300 gì đó không nhớ mà cọc khoảng tầm 3 triệu rưỡi đến 4 triệu à mình đang 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 lô cái chi phí giảm xuống khá là nhiều nha nên là anh em uh, ủng hộ thì uh, ok à thì có nhiều bạn bảo tại sao mày không nhận căn cứ công dân hoặc là nhận giữ cái đó và mình cũng xin phép luôn thì theo luật mình không có quyền gì mà đi giữ căn cứ công dân của các bạn, mình không có quyền gì để giữ hết. Xong các bạn ra bạn báo công an là ồ thằng này nó giữ căn cứ của em đó, nó tống tiền em, thấy thấy bà tôi nữa. Và mình đặc biệt không giữ tài sản của người khác. Có nghĩa là À, bạn mang xe qua bạn giữ thì mình cũng không có giữ các bạn cũng không cảm nha tại vì vấn đề đó là mình cũng không có cái cái quyền hạn gì để mà giữ của các bạn hết đó thì 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 cái vấn đề đó thì không được ví dụ à, có một cái trường hợp thì nó mình nói uh, kiểu năm nay thế này có thể một cái là gọi là trao đổi ví dụ như bạn uh, mình nói cơ bản thôi ví dụ như bạn có một cái ipad uh, thôi cũng khó lắm. thôi từ từ đi mình cũng thấy rườm rà rồi hầu như là đều có nha mình sẽ cập nhật cái clip mình sẽ để cái qr ngay góc phía dưới màn hình sẽ show lên cho các bạn thì các bạn cứ quét qr thì sẽ vô được cái file cho thôi và cái thể lợi thôi như thế nào à, ngoài ra trên website mình cũng đang có để để thôi anh em có thể theo dõi cập nhật nha thì cái giá thôi thì nhiều anh em bảo là mắc thế này cái kia nhưng mà đối với những cái dòng sản phẩm mà vài chục triệu và hàng JBL chính hãng như thế này thì cái giá mình bỏ ra mình cho thôi các bạn thì cảm thấy như đó là khá là xứng đáng với cái độ hao mòn của nó <laughs> rồi thì uh, bên đây cũng vậy không riêng JBL hầu như tất cả các dòng như marshall aura uh, m 5 bellic mình đều cho thôi ví dụ anh em còn thôi con này để đi chụp hình hay là gì đó style nó đẹp đồ các kiểu anh em nào mà làm phim á thì có thể ừ kịp thôi cái này về để đi đi co. ví dụ như Marshall vẫn có nha ví dụ Marshall mấy dòng này mình có mấy con hư hư á thì mình sẽ cho các bạn mượn năm chục tám chục nghìn một ngày cũng được Hỏi cọc tại vì cơ bản mấy con đó cũng hư rồi đó à, mấy dòng như là mới ra mấy dòng mới á các bạn cần trải nghiệm thì bên mình vẫn có luôn ví dụ như Onyx chín thì bên mình sẽ cho các bạn thôi các bạn về các bạn trải nghiệm trước khi mà các bạn mua có nhiều người ta thì các bạn bảo là ui tao ra cửa hàng tao ra store tao trải nghiệm là tao biết được rồi không có đâu bạn mình nói bạn nghe mình là người đi mua cũng rất nhiều sản phẩm mình ra cửa hàng mình ngồi trải nghiệm ở cửa hàng một cái vấn đề chưa kể cái cửa hàng nó là nó to hay nó nhỏ không gian nó khác nhau ồn hay không ồn nó loãng nó khác nhau các bạn về các bạn sử dụng ở nhà của các bạn mới biết được các bạn sử dụng một ngày thì thói quen từ từ nó mới hình thành thói quen là 21 ngày mới hình thành được thì các bạn mới nghe được có mấy tiếng vài tiếng vài phút thì làm sao mà được các bạn dám ra cửa hàng các bạn đứng bạn thử một tiếng 2 tiếng đồng hồ hay không và chưa kể là nó tạp âm nhiều nữa đó thì cái vấn đề cho thuê như thế này thì mình cũng đã cân nhắc rất kỹ thì trước tới đây thì mình mới quyết định là cho làm thôi là như vậy nha các bạn. Thì mình cũng mới tuyển thêm hầu như là đang chuẩn bị rồi nha anh em. Tết sắp tới rồi thì mình cũng chuẩn bị rất là nhiều mã như 710 Ultimate 1000, 310, 320, Club 120, EV 30M, Not Thì đó là những ứng tuyển sẽ phục vụ vào Tết năm nay. Ok. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thấy hay hãy like share giúp mình nha. Mình sẽ làm thêm nhiều video mới về shop full hand